nay thực ra là không khí là vui chơi là chính, nên là chúc mọi người có một buổi shopping ở các gian hàng, tham dự hội thao đá bóng, vui chơi cùng với nhau để chúng ta càng ngày càng đoàn kết hơn, yêu thương hơn. Trong 12 năm qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mừng sinh nhật Ricky Sock.